Nhím Sương xin chào mọi người. Đây là một trải bài tiên tri cho những ngày cuối cùng của tháng 1 dương lịch. Mọi người phải tự lựa thông điệp bởi vì đây là một trải bài chung không có chọn tụ nha. Rồi đầu tiên thì mình có đồ wave rồi ha. Nói chung là những cái ngày cuối cùng của tháng 1 này á, mọi người nên cẩn trọng nha. Có người stalk bạn, nói chung là có ý tốt cũng có, cross thầm bạn cũng có, mà có ý xấu cũng có nữa nha. Cho nên là trong tuần này hết sức là cẩn thận giúp nhím. Rồi trong những ngày cuối cùng này, nói chung là sẽ có một vài cái nguyện ước nó sẽ hơi khó thành hiện thực nha. Và như nhím nói là nên cẩn thận, tại vì có nhiều cái bí mật mà mình kể cho người ta xong á, người ta quay lại người ta kể cho người khác, hoặc là người ta dùng cái đó để mà đâm sau lưng mình nha. Thêm một cái nữa đó là biết đủ thì dừng, bởi vì tham thì thâm. Và trong tuần này, trong những cái ngày cuối cùng thì mình phải điêu chuyện với một người khá là cứng đầu và khá là ngang ngược nha mọi người nha. Tuần này thì nhìn chung hơi không đẹp cho mấy, chỉ là muốn dặn mọi người cẩn thận mà thôi nha.